mỗi tháng tập đoàn Marvin sẽ xuất khẩu một container 40 feet, tương đương với 26 tấn thịt lợn tươi đông lạnh sang thị trường của Myanmar. Đây là nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết giữa tập đoàn Marvin và công ty Sojit Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là lần đầu tiên thịt lợn tươi của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Myanmar với phương thức chế biến đông lạnh. Giá thịt lợn tươi đông lạnh xuất khẩu ước tính cao hơn 15% so với giá trong nước đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp như tập đoàn mavin tham gia chuỗi giá trị của ngành chăn nuôi qua đó giúp nâng tầm thương hiệu của ngành chăn nuôi và cải thiện thêm thu nhập cho nông dân cũng như người chăn nuôi nói chung